Lúc bấy giờ, Bằng Ma Hoàng xoay người về phía Lâm Lâm, lên tiếng: "Lâm tiên tử, bọn Hoàng không mời mà tới, xin thứ tội." Bằng Ma Hoàng Phương Lãng tuy nói như vậy, song trên mặt không có ý gì là xin đắc tội cả. "Không dám, Bằng Ma Hoàng đại nhân hạ giá đến Ẩn Đế Tinh là vinh dự của chúng tôi." Lâm Lâm nói như vậy nhưng trong lòng rất phiền não. Sự việc càng ngày càng biến hóa phức tạp, tự bản thân đã không thể khống chế được nữa. Nếu thật sự xảy ra trận chiến thì Ẩn Đế Tinh sẽ chịu tổn thất rất lớn. "Yêu giới Tam Hoàng chỉ còn thiếu Tử Đồng Ngưu Ma Vương Man Càn là chưa đến thôi. Hôm nay thật sự là náo nhiệt. Tiểu hoàng ta tuy chỉ là bắt một thích khách, đã có bao nhiêu người trợ giúp, lại có cả hai hoàng đế, thật là thích thú à." Ngũ Hành he he cười nói: "Bằng Ma Hoàng với Long Hoàng cộng với thế lực của mình ở đây đã vượt qua thế lực của đối phương. 72 tiên đế cũng sắp đến. Một khi mà 72 tiên đế đã đến thì có thể trực tiếp bắt người rời đi." "Yêu giới Tam Hoàng, ba người hôm nay đã đến hai người, đúng như lời Ngũ Hành vừa nói, thật sự là điều hiếm thấy à." Tông Quật liếc mắt nhìn lên bầu trời cười he he: "Mấy người đều đã ở đây, làm sao có thể thiếu ta được đây?" "Tông Quật, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra ta, ngươi đúng là không vừa đâu." Trên trời truyền đến một tiếng cười, đồng thời xuất hiện hai người, một người là Tử Đồng Ngưu Ma Hoàng, còn người kia là bắt cấp tiên đế Ngưu Oa. Trên một đống đổ nát ở Ẩn Đế Tinh xuất hiện nào là yêu giới Tam Hoàng, tiên giới Ngũ Hoàng, lại có cả Tu La Tiểu Thần Ma, lại thêm hai vợ chồng Tông Quật, chỉ vì việc Ngũ Hoàng cướp thần khí của Hồng Quân, thật là một cảnh tượng hiếm thấy. "Tông Quật, dù thế nào đi nữa, ngươi và ta đều thuộc Bằng tộc, ta hy vọng ngươi sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Hơn nữa, hậu nhân Tần gia điên cuồng giết chết hơn mười mấy người, không coi mạng người là gì cả, như thế thực là đáng chết. Cho dù thế nào thì đạo lý nào cũng không thể chối cãi được. Ngũ Hoàng huynh thấy thế nào?" Nhìn Bằng Ma Hoàng khuyên Tông Quật như vậy, Man Càn tuyệt đối không có biểu hiện gì. Lúc này yêu giới Tam Hoàng thì đã có hai vị đứng về phía Ngũ Hoàng, tin rằng Man Càn sẽ không thể không nể mặt hai vị yêu hoàng đồng đạo kia. "Phương Lãm, khẩu khí của ngươi không nhỏ a. Ai muốn động tới hậu nhân của Tần Vũ thúc thúc ta thì phải qua cửa của ta trước đã." Ngưu Hoa vẫn như trước, dáng người gầy gò, cùng với thời gian tu luyện cũng dần dần hiểu được rất nhiều chuyện. Bất kể là tu tiên giả hay tu ma giả, Ngưu Hoa đều không có cảm tình. Lần trước, quê hương của Ngưu Hoa bị Vũ Hoàng dùng Chấn Nguyên Luyện Hỏa trận thiêu đốt hóa thành hư vô. Nếu không phải Tần Vũ cứu thì có lẽ Ngưu Hoa đã chết trên tinh cầu đó rồi. Bao nhiêu năm nay, Ngưu Hoa vẫn sống cùng Man Càn. Mấy yêu thú lúc trước theo lệnh Tần Vũ bảo vệ Ngưu Hoa, nay chỉ còn lại một người. Ba người chết do độ kiếp thất bại, những người khác đều chết hết. Ngưu Hoa có tình cảm rất sâu đậm với yêu giới. Nhân loại chỉ có duy nhất Tần Vũ khiến Ngưu Hoa kính ngưỡng. Còn những người khác, bất kể là tu ma giả hay tu tiên giả, Ngưu Hoa đều không để trong mắt. "Man Càn, người như thế là có ý gì đây?" Phương Lãm cau mày. Ngưu Hoa thì hắn không sợ, điều hắn lo lắng chính là Man Càn. Tuy đã có truyền thừa chi bảo, Man Càn cơ bản là không thể làm hắn bị thương, thế nhưng cả thế lực tẩu thú nhất tộc không thể không khiến hắn phải suy nghĩ. "Ý gì ư? Lời của Ngưu Hoa chính là ý của ta." Man Càn không giống như những người khác, phàm là những người đã từng giúp mình, Man Càn ghi tạc trong lòng không quên. Tần Vũ tại phàm nhân giới đã từng giúp Man Càn vào nghịch cương cảnh, cái ơn đó Man Càn luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu không đã không thay Tần Vũ chăm lo cho Ngưu Hoa bao nhiêu năm, để Ngưu Hoa chuyên tâm tu luyện trở thành một tiên đế như vậy. "Man Càn, ngươi đừng quên là yêu giới Tam Hoàng luôn cùng tiến thoái với nhau. Hôm nay cả ta và Long Hoàng đều đứng về phía Ngũ Hoàng. Hơn nữa là do tên hậu nhân Tần gia kia giết người trước. Ngươi không thể không hiểu lý lẽ như vậy. Long Hoàng huynh, huynh nói xem ta nói như vậy có phải không?" Mục tiêu của Phương Lãm cũng giống như Ngũ Hoàng, chỉ là muốn đối phó với Hồng Quân, không muốn xảy ra tranh chấp với những người khác. "Quả thực là đúng như vậy, Man Càn huynh, người đã niệm giao tình lúc trước với Tần Vũ như vậy, người có thể đứng một bên, không giúp bên nào có được không?" Phương Điền gật gật đầu cười nói: "Hồng Quân, đừng tưởng có nhiều người bảo vệ ngươi mà ta không dám động đến ngươi. Ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Sau 3 ngày, nếu như ngươi vẫn tiếp tục không chịu đáp ứng điều kiện của ta đưa ra, thì lúc đó đừng trách ta vô tình." Giằng co hơn 1 tháng, cuối cùng Ngũ Hoàng đã không giữ được bình tĩnh, sau một hồi bàn tính đã đưa ra quyết định.
Bây giờ không còn ở ẩn đế tinh, Lâm Lâm nhất định sẽ không xuất toàn lực, mà cho dù có muốn thì hai lão gia hỏa bên cạnh cũng không đồng ý, cho nên có thể loại trừ mấy người này. Man Càn, Tông Quật lại còn Nghê Minh là mấy người khó dây dưa nhất. Đến lúc đó sẽ dùng trận pháp vây khốn Tông Quật cùng Nghê Minh. Riêng phần Man Càn sẽ do Bằng Ma Hoàng đối phó, như thế sẽ không có vấn đề gì. Đám người còn lại, bản thân cùng Tử Quan và Long Hoàng hoàn toàn có thể đối phó được. Văn Phong một khi đến sẽ để Văn Phong đối phó với đám người kia. Tiểu tử nhà Tần gia kia sẽ do bản thân Ngũ Hoàng đối phó. Thời gian đã đến ngày thứ 3, Ngũ Hoàng đã bí mật bố trí 72 tiên đế. Chỉ cần Ngũ Hoàng phát ám hiệu thì lập tức bố trận vây khốn Tông Quật cùng Ngụy Minh. Chỉ cần vây khốn bọn họ một lúc là ổn rồi. Tên tiểu tử Tần gia kia, thời gian 3 ngày đã hết rồi, điều kiện ta đưa ra, người có đáp ứng hay không? Ngũ Hoàng không gấp cũng không chậm, từ từ đưa ra câu hỏi. Cao thủ hai bên liền rất tập trung, đặc biệt là Ngưu Hoa vội vàng đứng chắn trước mặt Hồng Quân. Ngũ Hành, ta đã nói từ trước rồi, cho dù ngươi có hỏi thêm nữa thì cũng vô ích thôi, đó là điều không thể. Nếu là thời gian mấy trăm năm trước thì ta đã sớm đập nát đầu ngươi rồi. Hồng Quân nói quả không sai, nếu là 200 năm trước thì với tu vi là một trung cấp thần nhân của Hồng Quân, giết một bát cấp tiên đế chẳng phải là việc dễ dàng ư? Long Hoàng Điện Hạ, Bằng Ma Hoàng Điện Hạ, chúng ta theo kế hoạch ra tay thôi. Mắt Ngũ Hoàng ánh lên tia hàn quang, truyền âm cho hai người, đồng thời lao người lên phía trước phát động tấn công. Động tác của Ngũ Hoàng đã nhanh, Tông Quật còn nhanh hơn. Trong khi Ngũ Hoàng còn chưa kịp lao đến phía trước Hồng Quân đang đứng là Ngư Hoa, thì Tông Quật đã đứng chặt trước mặt. Thần khí của Ngũ Hoàng chém lên một thanh thuần sắc khắc trường đao, chính là thanh trường đao do Khương Lan tặng cho Tông Quật. Đây nhất định không phải là một thần khí bình thường. Đúng như Ngũ Hoàng đã dự liệu, Lâm Lâm đang định ra tay thì bị hai vị tiên đế kia ngăn lại. Đây không phải là ẩn đế tinh, bọn họ không thể vì một tiểu tử không quen biết mà liều mạng được, cho nên họ chỉ đứng một bên quan sát là được rồi. Trong đám người đang hỗn chiến, Man Càn bị Bằng Ma Hoàng giữ lại. Bất kể so với thân thủ, tốc độ hay là vũ khí, Man Càn đều không bằng Bằng Ma Hoàng, nên trong lúc này Man Càn đang ở thế bất lợi. Phương Điền, ngươi... Tử Quang đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, Nguyên Anh đã nằm gọn trong tay của Phương Điền. Trong lúc Tử Quang đang muốn xông đến chặn ba người nhà Liên Trùng thì Phương Điền đã ở bên cạnh hạ sát chiêu. Long Hoàng ra tay đánh lén, Tử Quang do không có phòng bị nên trực tiếp bị Long Hoàng bắt được Nguyên Anh. Ta đã từng nói là Long tộc ta dưới phàm nhân giới bị tiểu tử kia giết không ít, nhưng thế lực phía sau tiểu tử đó quá khủng bố, bản thân ta không thể chống lại được, cho nên ta đành có lỗi với Ngũ Hoàng ngươi vậy. Long Hoàng chợt thở dài, tay phải vừa động đã trực tiếp tiêu diệt Nguyên Anh của Tử Quang. Sự việc đột ngột phát sinh đột biến, tất cả mọi người đều ngưng chiến. Phương Điền, tên bị ối! Ngũ Hoàng ôm lấy thi thể của Tử Quang. Hai người ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm, cho đến hôm nay không ngờ đi sai một nước cờ, đã chết trong tay người mà bản thân cho là đồng minh. Sự thay đổi của Phương Điền khiến cho Bằng Ma Hoàng, Phương Lãm hết sức kinh ngạc, đặc biệt là câu nói của Phương Điền. Thế lực đằng sau tên tiểu tử kia quá khủng bố, ta không thể chống lại được. Long Hoàng đã không chống lại được, Bằng Ma Hoàng chẳng lẽ có thể chống lại được ư? Đến lúc này, Bằng Ma Hoàng thậm chí còn cho rằng hay là Tần Vũ đã quay trở về. Ha 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 ha, Phương Điền, chiêu đó đẹp lắm. Chỉ có điều như thế này, về sau có lẽ Ngũ Hành hắn sẽ hận ngươi lắm đấy. Tông Quật vỗ tay cười lớn, tuy đang bị vây khốn trong trận pháp của 72 tiên đế, nhất thời không thể thoát, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến việc hắn nói chuyện. Lông mày Phương Điền nhướng lên, đã ra tay với thủ hạ của Ngũ Hoàng thì không có lý do gì mà để Ngũ Hoàng ghi nhớ mối hận này lên người của mình. Lúc này trong mắt Long Hoàng đã ánh lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Trong lòng Ngũ Hoàng lúc này đã hoàn toàn băng lãnh, sát chiêu vừa rồi của Long Hoàng đối với Ngũ Hoàng là một sự đả kích rất lớn. Bằng Ma Hoàng lúc này đã ngừng tay đứng một bên quan chiến, cứ như vậy chắc chắn hai kẻ đó sẽ không hiệp trợ nữa. Dựa vào bản thân cùng với 72 tiên đế thủ hạ chắc chắn sẽ không chống lại được sự liên thủ của hai vợ chồng Tông Quật và Man Càn. Tử Quang bị chết, hồn phi phách tán, thần khí lại bị Long Hoàng cướp mất, làm cho 72 tiên đế hết sức kinh ngạc. Nhất thời không biết làm thế nào đã khiến cho Tông Quật cùng Nghê Minh thừa cơ hội thoát trận bay ra. Ngũ Hành, bây giờ đã biết hối hận chưa? Ta đã sớm cảnh báo là không thể chống lại thế lực Tần gia,
ngươi hôm nay khó mà thoát được rồi. Tông Quật ha ha cười nói, đồng thời bay đến bên cạnh Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng lúc này bị mấy người bao vây xung quanh, cho dù có muốn thuấn di đảo thoát e rằng cũng không thoát được. Xin đa tạ Phương Điền tiền bối. Hồng Quân cười cười hướng đến Phương Điền hành lễ. Không cần đa tạ ta, nếu muốn đa tạ thì hãy đa tạ a di tính a di của ngươi đi. Hồng Quân giết nhiều người của Long tộc như vậy khiến Phương Điền trong lòng luôn ấm ức. Hồng Quân cười không trả lời, sự đoàn kết của Long tộc như thế nào hắn đương nhiên biết rõ. Trong lúc này mà Phương Điền còn có thể ra tay giúp đỡ hắn đã khiến cho hắn trong lòng rất cảm kích. Tại sao chỉ vì một tên tiểu tử Tần gia kia mà các người đều coi ta là kẻ thù? Hắn không phải chỉ là một tên hậu bối của Tần gia thôi sao? Tần Vũ đã sớm phi thăng thần giới ngàn vạn năm rồi, hắn ở thần giới không biết như thế nào, sao các người vẫn giúp đỡ hắn như vậy? Ngô Hoàng không cam tâm gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Có nói thì ngươi cũng không hiểu đâu, Ngũ Hành, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi ở tiên giới tung hoành nhiều năm như vậy, hôm nay để yêu giới Tam Hoàng chúng ta tiến ngươi một đoạn, như thế kể như cũng đáng rồi. Phương Điền lạnh lùng nói, hàn quang trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Không, ta không cam tâm. Ngũ Hoàng lại gào lên, đoạn nắm chặt thần kiếm hướng Hồng Quân lao đến. Cho dù có chết hắn cũng phải giết cái tên tiểu tử Tần gia kia. Bốp. Ngũ Hoàng bị Tông Quật đập mạnh người bắn xuống đất. Tông Quật khẽ trừng mắt nhìn Ngũ Hoàng. Ngươi còn chưa biết tội sao? Thuộc hạ của ngươi muốn cướp thần khí của Hồng Quân, bị Hồng Quân giết, như thế không có gì là không hợp lý cả. Ngươi ngược lại lòng tham vô đáy, chết cũng không đáng tiếc. Ngũ Hành huynh đệ. Một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngũ Hành. Kim Hình Quân Văn Phong đã xuất hiện lúc Ngũ Hành gặp nguy hiểm nhất trên tinh cầu không người này. Văn Phong huynh, cuối cùng ngươi cũng đã đến rồi, chậm một bước thì có lẽ hai huynh đệ ta e rằng từ đây không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi. Ngũ Hành huynh đệ, chuyện này là thế nào? Tử Quang huynh đệ đâu rồi? Văn Phong nhăn mày, tất cả mấy người trước mặt hắn đều biết toàn là cao thủ tiên ma yêu giới, xem chừng tất cả những người này đều đang hợp lực tấn công Ngũ Hành. Tử Quang hắn chết rồi. Nhắc đến Tử Quang, hai mắt Ngũ Hành lại đỏ lên, ánh mắt căm giận bi thảm nhìn Long Hoàng Phương Điền. Là Kim Hình Quân Văn Phong ngữ, Phương Điền huynh, sự tình có chút phiền phức rồi. Tông Quật truyền âm nói với Phương Điền, sự khủng bố của các Kim Hình Quân bọn họ đương nhiên biết rõ. Nếu luận cá nhân mà nói thì tất cả những người ở đây không có ai là đối thủ của Văn Phong cả. Có lẽ nếu yêu giới Tam Hoàng liên thủ thì có thể có hy vọng thắng được. Thế nhưng bọn họ lại không ai muốn đối lập với cả ám tinh giới đứng sau Văn Phong này cả. Tử Quang huynh đệ chết rồi, là kẻ nào giết hắn? Văn Phong kinh ngạc tức giận nói, mấy triệu năm trước Văn Phong quen Ngũ Hành và Tử Quang, bọn họ có vẻ rất hợp duyên nên đã trở thành bạn bè tốt. Phương Điền, là Phương Điền, là hắn giết Tử Quang. Ngũ Hành chầm chầm nhìn Phương Điền nghiến răng nói, Long Hoàng Phương Điền nữ, hai vị huynh đệ của ta rốt cuộc là có thù hận gì với mấy người? Tại sao bao nhiêu người như vậy lại vây công bọn họ, còn giết chết Tử Quang huynh đệ của ta? Văn Phong lúc trước đang rất vui vẻ, đột nhiên nhận được truyền tấn gấp gáp của Ngũ Hoàng, vội vàng từ ám tinh giới bay đến. Không ngờ vẫn đến chậm một bước, Tử Quang trước lúc hắn đến vẫn đã bị người ta giết chết. Bọn họ với chúng ta không có thù hận gì cả, chỉ trách bọn họ đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Phương Điền lớn tiếng nói, sự kiêu ngạo của Long Hoàng không bao giờ chịu cúi đầu trước người khác, cho dù đó có là Kim Hình Quân. Hay cho câu không có thù hận gì, mấy người vô duyên vô cớ cùng bao vây liên thủ công kích hai huynh đệ của ta. Hay, rất hay. Văn Phong tức giận cực độ, cười ánh mắt quét qua một lượt. Ngay cả Tông Quật cũng có một cảm giác ớn lạnh nổi lên. Văn Phong điện hạ, sự việc không đơn giản như người nghĩ đâu. Ngũ Hành và Tử Quang bọn họ vì muốn có thần khí trong tay ta nên đã ra tay cướp. Các vị tiền bối ở đây là vì ta mà ra tay giúp đỡ nên đã tạo thành cục diện như hôm nay. Ở đây mấy người bọn họ đều là cao thủ, đều rất kiêu ngạo nên không có ai giải thích cho Văn Phong. Hồng Quân cười cười hướng lên phía trước giơ tay nói, cướp thần khí của ngươi? Ngươi có thần khí sao? Hiển nhiên là Văn Phong không tin Hồng Quân một nhất cấp kim tiên nhỏ nhoi mà lại có thần khí. Văn Phong điện hạ, mời xem. Hồng Quân cười nói, đồng thời đưa tay phải ra, một thanh kiếm nhỏ lộ ra trên lòng bàn tay. Thần kiếm đó chính là thượng phẩm thần khí. Văn Phong điện hạ, mời xem tiếp.
Tay trái Hồng Quân đột nhiên đưa ra xuất hiện một thanh kim đao. Thanh kim đao này cũng giống như thanh kiếm kia, đều tỏa ra một loại hàn khí nồng đậm. Thần khí, ít nhất cũng là trung phẩm thần khí. Con mắt Văn Phong quả nhiên là sắc sảo, vừa nhìn đã nhận ra hai kiện thần khí đó tuyệt đối không thể là hạ phẩm thần khí. Khí chất của nó cao hơn hạ phẩm thần khí nhiều, thậm chí còn có thể là thượng phẩm thần khí. Nhìn thấy hai thanh thần khí trong tay Hồng Quân, đôi mắt Ngũ Hành lại hồng hồng lên. Cho đến lúc này, hắn thà rằng lấy thần khí đổi mạng cho Tử Quang, chỉ đáng tiếc hối hận thì cũng đã vô dụng. Cứ cho là Ngũ Hành hai huynh đệ của ta, bọn họ muốn có thần khí, nhưng ta không tin là mấy người các ngươi ở đây lại có thể để cho bọn họ đạt được ý muốn. Đây khẳng định là âm mưu của mấy người các ngươi. Tại hiện trường bây giờ có quá nhiều cao thủ, bọn họ lại chỉ vì một tên kim tiên kỳ nhỏ nhoi mà trở mặt với huynh đệ Ngũ Hành. Văn Phong làm thế nào cũng không thể tin là như vậy. Duy nhất chỉ có một cách giải thích, đó là đây là một âm mưu đã được mấy người kia sắp đặt nhằm đối phó với bọn Ngũ Hành. Âm mưu nghe thấy như thế, ánh mắt Ngũ Hành chợt sáng lên. Hắn từ từ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Việc Ngũ Hành muốn có thần khí thì cả tiên ma yêu giới ai mà không biết, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được. Một tên tiểu tử mới phi thăng, trong tay đã cầm thần khí, lại còn xuất hiện trên địa bàn của hắn, lại có thể nhanh chóng trở thành nhất cấp kim tiên. Còn nữa, tất cả những người này đều tụ tập ở đây một cách trùng hợp như vậy. Yêu giới Tam Hoàng, Tông Quật, Nghê Minh, lại còn có liên trùng của ma giới, có vẻ như tất cả cùng xuất hiện. Bọn họ làm sao mà có thể đều biết là tên tiểu tử Tần gia kia lại ẩn nấp ở Ẩn Đế Tinh. Lâm lâm của Ẩn Đế Tinh kia cũng rất đáng nghi, ai có thể đảm bảo rằng tất cả không phải do bọn họ sắp đặt, bày ra chuyện này để dụ Ngũ Hành bọn chúng cắn câu. Đáng ghét nhất là chúng lại sắp đặt để Phương Điền làm nội ứng. Cũng may mà Văn Phong đến kịp, chỉ chậm một bước thôi là Ngũ Hành hắn cũng giống như Tử Quang tiêu đời rồi. Các ngươi tại sao lại làm như vậy? Ngũ Hành ta đã làm việc gì đắc tội với các ngươi? Ngũ Hành dường như đã khẳng định tất cả mọi chuyện xảy ra là một âm mưu nhằm đối phó với hắn. Chỉ hận hắn vì quá tham lam, muốn có được thần khí, làm cho mụ mị đầu óc, điên cuồng lao vào bẫy mà không biết. Ngũ Hành, ngươi tự cho là mình thông minh rồi. Đối phó với mấy người chúng ta cần gì phải lao tâm khổ tứ nhiều như thế? Đừng nói ngươi, Ngũ Hành, ngươi còn chưa đủ tư cách để khiến chúng ta phải dùng âm mưu đối phó với ngươi đâu. Tông Quật nhìn Ngũ Hành với con mắt đáng thương, cho đến bây giờ hắn vẫn không biết hối hận. Tông Quật, là ngươi, nhất định là ngươi làm như vậy để hại ta. Tất cả đều do ngươi một tay thao túng. Tiểu tử Tần gia cái gì chẳng qua là mồi nhử của các ngươi thôi. Sư đệ đáng thương, chỉ trách ta nhìn ngươi không kỹ. Phương Điền, ta nhất định phải tính món nợ này với ngươi. Trong lòng Ngũ Hành điên cuồng, hắn cho rằng đây nhất định là âm mưu của Phương Điền và Tông Quật. Yêu giới Tam Hoàng, ám tinh giới chúng ta có 3 kiện truyền thừa linh bảo, tiên ma yêu giới các ngươi cũng có 3 món truyền thừa linh bảo. Hôm nay hãy để Văn Phong ta được lĩnh giáo sự lợi hại của 3 món truyền thừa linh bảo của các ngươi đi. Văn Phong hiện tại đã là thập bát tinh đế cấp, không lâu nữa sẽ độ thần kiếp phi thăng thần giới. Cho dù Ngũ Hành không truyền tấn thì hắn trước lúc độ kiếp cũng sẽ đi thăm bạn bè cũ. Thật không ngờ còn chưa gặp thì một người đã chết rồi. Văn Phong bình thường tính tình rất tốt, hiện tại đã nộ chân hỏa khí trực tiếp khiêu chiến yêu giới Tam Hoàng. Văn Phong điện hạ, đừng hiểu lầm, ta không cùng bọn họ một hội. Bằng Ma Hoàng vội vàng phân tích rồi nhanh chóng bay ra xa, đứng một bên lạnh lùng quan chiến. Phương Điền huynh, Man Càn huynh, thường nghe trong 3 vị quân chủ ám tinh giới, Kim Hình quân là mạnh nhất, hôm nay 3 người chúng ta sẽ tận tình giao chiến một chút nha. Văn Phong đưa lời khiêu khích, Tông Quật là người đầu tiên đáp ứng. 3 siêu cấp thần thú, cho dù không có truyền thừa chi bảo, Tông Quật cũng không tin là đấu không lại Kim Hình quân. Tông ca, chàng phải cẩn thận. Nghe Minh chuẩn âm nói, lúc nãy nàng cũng muốn đối phó với Kim Hình quân, nhưng sớm đã bị Tông Quật ngăn cản. Kim Hình quân, xin chỉ giáo. Phương Điền cười lạnh lùng với Man Càn, Tông Quật, 3 hướng tiến sát Văn Phong. Hay, tất cả cùng xông lên đi. Văn Phong cười ha ha, trên người mặc thần khí chiến y, uy phong lẫm liệt, đối phó 3 người dường như không có chút gì uy kỵ. Trận chiến giữa 3 vị bát cấp yêu đế, siêu cấp thần thú với Kim Hình quân ám tinh giới nhanh chóng lan truyền đến Ẩn Đế Tinh. Tất cả các đế cấp cao thủ trên Ẩn Đế Tinh đều nhanh chóng đến tinh cầu không người bên cạnh Ẩn Đế Tinh quan chiến. Đây thực sự là một cơ hội học hỏi hiếm có ở tiên ma yêu giới.
Kim Hình Quân điện hạ, chút nữa giao chiến, mong người hạ thủ lưu tình. Ta có chút tin tức liên quan đến Lưu Tinh điện hạ và Hình Viễn điện hạ, có thể nói với người, đợi mấy người tỉ thí xong, ta sẽ nói chuyện sau vậy. Hồng Quân truyền âm nói, Kim Hình Linh Bảo của Kim Hình Quân là Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, cho dù là Long Hoàng Phương Điền cũng khó mà phá vỡ được phòng ngự của Văn Phong. Mấy người này đều là đỉnh cấp nhân vật ở một giới, một lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Lúc trước đã nói là muốn tỉ thí thì Hồng Quân cũng không thể ngăn cản được bọn họ, chỉ nhắc nhở Kim Hình Quân nói hắn hạ thủ Lưu Tình. Lưu Tình điện hạ ư? Hình Viễn điện hạ, ngươi làm sao mà biết họ được? Văn Phong truyền âm cho Hồng Quân, hắn cảm thấy rất khó hiểu, một tên nhất cấp kim tiên ở tiên ma yêu giới mà có thể biết tên của hai vị Kim Hình Quân tiền nhiệm của ám tinh giới. Đợi người tỉ thí xong hãy nói sau, Lưu Tinh điện hạ với ta có quan hệ không nhỏ, hy vọng Văn Phong điện hạ có thể để mặt Lưu Tinh điện hạ trong lúc giao chiến thủ hạ Lưu Tình, không làm thương hại mấy người kia. Nguyên nhân của tất cả việc này chúng ta đợi tỉ thí xong hãy nói sau. Hồng Quân cười cười, tiên ma yêu giới ba đỉnh cấp cao thủ giao chiến với ám tinh giới đỉnh cấp cao thủ, sự việc càng ngày càng thú vị. Được, để huynh đệ, ta mong là ngươi không lừa ta. Văn Phong chầm chầm nhìn Hồng Quân, một cỗ kim chi lực lao thẳng đến chỗ Hồng Quân. Hồng Quân nháy mắt với Văn Phong cười điềm nhiên, một chút biểu hiện khác thường cũng không có. Cỗ kim chi lực mà Văn Phong phát ra mặc dù chỉ ở mức bát tinh vương cấp, thế nhưng lại không làm khó được Hồng Quân. Việc đó làm cho Văn Phong hơi kinh ngạc. Văn Phong điện hạ, cẩn thận kìa. Tông Quật tốc độ nhanh nhất, tay cầm hắc đao, mấy vị tiên đế quan chiến ở đó chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Tông Quật đã cùng Văn Phong giao chiến được một hồi. Thanh đao của ngươi là thần khí cấp bậc nào vậy? Văn Phong nhìn thanh hắc sắc trường đao trên tay Tông Quật, kinh ngạc thốt lên. Qua những va chạm vừa xảy ra, đủ để Văn Phong cảm nhận được thanh đao kia không thấp hơn thượng phẩm thần khí. Thế nhưng thượng phẩm thần khí không dễ thấy như vậy. Từ trước đến giờ Văn Phong chưa từng một lần thấy qua thượng phẩm thần khí. Điện hạ quản chuyện đấy lại làm gì, có thể đánh nhau là thần khí tốt rồi. Tông Quật ha ha cười, trong lòng rất kinh ngạc. Vừa rồi hắn dùng 8 thành công lực đánh với Văn Phong, thế nhưng không mảy may làm cho Văn Phong bị thương chút nào. Sức phòng ngự của Kim Hình Quân quả nhiên là danh bất hư truyền. Thanh thần khí đó của ngươi quả là không tồi, nhưng muốn phá được phòng ngự của ta thì vẫn thiếu một chút đấy. Các người tốt nhất là cùng xông lên đi. Văn Phong ha ha cười, trong người Kim Hình Linh Châu không ngừng phát tán kim lực đi khắp cơ thể. Ý chí chiến đấu của Văn Phong càng ngày càng cao. Phương Điền huynh, Man Càn huynh, xông lên đi, ta dùng tốc độ quấy nhiễu hắn, hai người cùng toàn lực công kích. Tông Quật truyền âm đến hai người Phương Điền và Man Càn, ba bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú đồng thời cùng xông lên công kích. Ba người lúc hợp lúc phân, Long Hoàng Phương Điền mặt đỏ phừng phừng, Từ Đồng Ngưu Ma Vương Man Càn quyền đầu thắt lại, trừng mắt lườm. Tông Quật kinh ngạc nhìn Văn Phong, dưới sự liên thủ công kích của ba siêu cấp thần thú, chẳng những không làm cho sức phòng ngự của Văn Phong suy chuyển, ngược lại Man Càn trong lúc đối mặt còn bị thương nhẹ. Hay cho Kim Hình Quân ngươi, không hổ là kẻ mạnh nhất ám tinh giới à? Man Càn nói rồi phóng tay lấy ra thần khí. Lúc nãy khi giao chiến hắn không dùng thần khí mà trực tiếp đấu quyền với Kim Hình Quân nên có chịu một chút thiệt thòi. Vũ khí của Man Càn là một thanh cự phủ trung phẩm thần khí, lúc cần thiết từ một có thể biến thành hai, nhưng lực công kích thì chỉ mạnh hơn trung phẩm thần khí một chút mà thôi. Tông Quật lại một lần nữa phi đến, nhưng cũng chỉ quấy nhiễu ở phía ngoài rìa. Phương Điền gầm lên một tiếng, mang Long tộc truyền thừa chi bảo ra sử dụng, lại thêm lần nữa mạnh mẽ tung một chưởng về phía Văn Phong. Trong lúc đó thì vũ khí của Man Càn cự phủ đã bị Văn Phong một tay giữ chặt. Nhìn thấy cơ hội tốt, Tông Quật lập tức hua đao vào gần người, hắc sắc trường đao dọc theo sống lưng Văn Phong chém xuống. Sở dĩ Tông Quật chọn đánh vào phần lưng của Văn Phong do không muốn vì giết Văn Phong mà tạo thành cục diện tranh đấu giữa tiên ma yêu giới và ám tinh giới. Oanh! Văn Phong thối lui ba bước, đẩy Tông Quật đang từ sau lưng chém xuống xa xa ba bước. Hắc sắc trường đao đang chém lên thần khí chấn ni sau lưng Văn Phong bị kim chi lực phát ra từ trong người Văn Phong giữ lại. Man Càn cầm cự phủ bị đẩy lùi liên tục 7-8 bước. Thảm nhất là Phương Điền bị đánh bật ra mười mấy mét, khóe miệng chảy ra một tia máu. Lúc nãy khi giao chiến, quyền trưởng của Phương Điền không mạnh bằng Văn Phong, lực của Phương Điền bị phản ngược lại nên bị thương nhẹ.
lực phòng ngự thân thể của hắn còn mạnh hơn lực phòng ngự của chiến y. Man Càn truyền âm cho Phương Điền, Tông Quật nói, cả ba đều cảm nhận được sức phòng ngự cơ thể của Văn Phong mạnh hơn ba người bọn họ rất nhiều. Hóa bàn thế! Tông Quật hét lên, Kim Hình Quân chính xác đáng để ba người cao thủ bọn họ sử dụng lực tấn công của bản thể để công kích. Một thanh âm vang lên, một con kim sĩ đại bằng điểu cực lớn, trong mắt ánh lên kim quang, móng vuốt tỏa ra hàn khí từ không trung như một hỏa tiễn cực tốc lao xuống. Man Càn bản thể là tử đồng Ngưu Ma Vương khổng lồ, mắt màu tím, cái mũi trâu bên dưới phì ra làn xương trắng, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Hai cái sừng trên đầu giống như hai cái dùi lớn cực tốc hướng Văn Phong lao tới, kéo theo phía sau là bụi cát mù mịt. Nếu như so sánh một chút, Long Hoàng Phương Điền bản thể là nhỏ nhất. Ngũ Chảo Kim Long kích thước chỉ bằng cái điện thoại bỏ túi, đứng bên cạnh Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Tử Đồng Ngưu Ma Vương thì thật không hợp mắt tí nào. Thế nhưng cả tiên ma yêu giới đều biết, trong ba người thì con Ngũ Chảo Kim Long bé nhỏ kia lại có lực công kích mạnh nhất. Sau tiếng gầm, Ngũ Chảo Kim Long biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Văn Phong. Ngay cả sau khi biến thành bản thể, trong lúc hỗn chiến, Ngũ Chảo Kim Long vẫn có thể thuấn di. Sau khi biến thành bản thể, lực công kích của ba siêu cấp thần thú đều tăng lên mấy lần. Có thể nói, ba siêu cấp thần thú này liên thủ công kích thì uy lực vô cùng to lớn. Xung quanh thân thể Văn Phong đột nhiên xuất hiện ánh kim quang lấp lánh, một viên kim châu nhỏ hiện ra trên đỉnh đầu. Bản thể của Phương Điền xung quanh thân thể nhỏ bé của con Ngũ Chảo Kim Long kia cũng xuất hiện một lớp mỏng ánh lên kim quang. Cho đến lúc này thì Phương Điền cũng đã sử dụng Long tộc truyền thừa chi bảo. Ngũ Chảo Quyền có thể so sánh với Tam Lưu Hồng Mông Linh Bảo được các vị tiền bối của Long tộc trên thần giới truyền thừa lại, có hiệu quả chấn phúc, tức là tăng sức tấn công của bản thân, đồng thời giảm thiểu phản lực từ đối phương. Đặc biệt là nắm đấm, cho nên các Long Hoàng từ trước đến nay tu luyện chủ yếu là công phu trên bàn tay. Do đó, lần trước cha của Nga Vô Danh là Lão Long Hoàng mới có thể một quyền mà đánh tan thần khí chiến y của Huyền Đế. Tiểu Long Chảo bị kim sắc quyền đầu của Văn Phong chặn lại, không gian giữa hai người phát ra ánh kim quang mãnh liệt. Kim hình linh châu trên đỉnh đầu không ngừng phát ra kim nguyên lực nồng hậu. Những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy quyền ảnh, còn những kẻ đến quan chiến thì nhiều nhất cũng chỉ thấy kim quang chớ lòa mà thôi. Lợi Chảo và cái mỏ sắc nhọn của Tông Quật trong lúc này đã lao đến phía trước đỉnh đầu của Văn Phong. Khi chỉ còn cách đỉnh đầu của Văn Phong 3 mét thì không thể tiến thêm được nữa. Tông Quật dùng toàn bộ yêu lực trong người từ trong miệng bắn ra hắc sắc trường đao lao đến tấn công, công kích kim hình linh châu. Thế nhưng cũng chỉ có thể tiến thêm được 1 mét thì không thể nhúc nhích được nữa. Bốn người lập tức tách ra bốn phía, Man Càn hiện thành hình người ngồi bệt xuống đất thở dốc. Cả Tông Quật và Phương Điền cũng vậy, đều hiện thành hình người. Phương Điền còn có vẻ nặng nhọc hơn, hai tay đỏ rực khi nóng bốc lên. Văn Phong dưới sự tấn công của ba siêu cấp thần thú đã hóa thành bản thể, cũng bị đánh bật ra mấy bước, thở hắt ra rồi chừng chừng nhìn Tông Quật ba người. Nhưng xem tình hình thì Văn Phong có vẻ tốt hơn nhiều so với ba người kia. Hay, rất hay, ba siêu cấp thần thú quả nhiên là danh bất hư truyền, chúng ta lại tiếp tục. Văn Phong nghỉ một chút rồi lại tiếp tục xông đến. Người đầu tiên bị công kích là Tông Quật, vô số hắc sắc quyền ảnh trong chớp mắt đã bao vây lấy Tông Quật. Đùng đùng đùng, liên tục một loạt thanh âm vang lên. Tông Quật thú lui 20 mấy mét, đồng thời Văn Phong cũng lùi 3-4 bước. Đao của ngươi là loại gì vậy? Văn Phong kinh ngạc kêu lên. Trong lúc tấn công vừa rồi, Văn Phong đã huy động toàn bộ sức lực của kim hình linh châu trong cơ thể. Cho dù là thượng phẩm thần khí ngạnh đỡ bao nhiêu trọng quyền của Văn Phong như vậy thì cũng bị hư hại ít nhiều. Thế nhưng thanh hắc sắc trường đao trong tay Tông Quật lại không hề bị chút ảnh hưởng gì. Hảo, hảo đao! Tông Quật bị bao vây trong biển hắc sắc quyền ảnh của Văn Phong đã phải chật vật chống đỡ. Cũng may là thanh hắc sắc trường đao đã không làm Tông Quật thất vọng. Tông Quật dựa vào tốc độ của bản thân cùng hắc sắc trường đao đã liên tục ngạnh đỡ, ngăn chặn tất cả quyền đầu của Văn Phong. Không sai, có thể nói thanh hắc sắc trường đao đó của ngươi là thần khí duy nhất có thể chịu được toàn lực tấn công của ta mà không bị hư hại gì. Văn Phong cười nhạt trả lời Tông Quật. Tông Quật không khỏi cảm thán một hơi. Thanh đao Lan Tiền Bối tặng ta năm đó quả thực là bất phàm. Nếu như là một thần khí khác, e rằng dưới sức tấn công như vũ bão đó của Văn Phong chắc chắn đã bị phá hỏng rồi.
Cho đến tận bây giờ, Bằng Ma Hoàng Phương Lãm mới hiểu lý do tại sao mà cái tên Tông Quật luôn mang theo thanh hắc sắc trường đao, mới nhìn đã không thấy hợp mắt kia, thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Hắn cũng mừng thầm vì người trước đã không ra tay với Tông Quật. Khi Phương Lãm trở thành Bằng Ma Hoàng, đã luôn muốn giết Tông Quật để trừ mối họa uy hiếp trực tiếp đến cái ghế đang ngồi này của hắn. Nhưng hắn cũng biết Tông Quật có giao tình với Tần Vũ, chính vì e ngại Tần Vũ cho nên không có ra tay với Tông Quật. Sau khi Tần Vũ phi thăng, Phương Lãm hắn cũng có giao tình với Phượng Hoàng nhất tộc Nghê Minh. Có Nghê Minh ở đó, hắn cũng không tiện ra tay, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Trong khi ba đại siêu cấp thần thú cùng Văn Phong giao chiến, Ngũ Hành đã âm thầm bố trí 72 tiên đế, chỉ đợi ám hiệu của hắn là lập tức cùng tấn công Hồng Quân. Mục tiêu của Ngũ Hành bây giờ không phải là thần khí trong tay Hồng Quân, mà là chính Hồng Quân. Đối với Phương Điền, hắn căn bản là không giết được, cho nên trước tiên phải giết chết Hồng Quân để giải hận. Tất cả đám người lúc này đều chú ý đến trận tỉ thí của bốn đại siêu cấp cao thủ đang diễn ra. Duy chỉ có một người luôn luôn để mắt đến Ngũ Hành cùng 72 tiên đế thủ hạ của hắn, đó chính là Lâm Lâm. Long Hoàng Phương Điền, long tộc truyền thừa chi bảo của người kể ra cũng không tồi đâu, nhưng muốn phá được phòng ngự của ta e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Quyền ảnh của Văn Phong lại một lần nữa ào ào lao đến. Mục tiêu lúc này là Phương Điền. Phương Điền và Man Càn đồng thời cũng khẩn trương quay ra chống trả. Bốn người lúc này lại cuốn vào nhau thành một đám hỗn chiến. Trong lúc bốn cao thủ lại một lần nữa khốc liệt hỗn chiến, lợi dụng lúc tất cả mọi người đang chăm chú quan sát diễn biến trận tỉ thí, Ngũ Hành âm thầm phát hiệu 72 vị tiên đế thủ hạ cùng Ngũ Hành nhất loạt hướng Hồng Quân tấn công. Khi bọn Tông Quật phát hiện ra, hét lên một tiếng rồi từ đám hỗn chiến xông đến ứng cứu, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi. Từ thần kiếm của Ngũ Hành phát ra một chiêu mang theo sự phẫn hận tột cùng, kiếm khí xé toạc không gian hung hãn nhằm hướng Hồng Quân chém đến. Lúc đó 72 tiên đế cũng đồng thời công kích, sức công kích cũng không hề kém kiếm khí của Ngũ Hoàng là mấy. Tiểu Quân, Quân ca. Bàn Cổ và Phượng Huy ở gần Hồng Quân nhất, nhưng do tu vi quá thấp, tốc độ căn bản so với kiếm khí là quá chậm, mà cho dù bọn họ có kịp phản ứng lao đến thì cũng không giúp được gì. Đùng đùng, hai tiếng nổ lớn vang lên. Lúc này không biết từ đâu Lâm Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồng Quân, đã thay cho Hồng Quân lãnh chọn một kiếm đó. Tuy vậy, sát chiêu của 72 tiên đế vẫn đánh trúng Hồng Quân. Khoảng đất nơi Hồng Quân đứng bị lực công kích tác động tạo thành một cái hố lớn. Hồng Quân ở dưới hố đất đó không biết là sống hay là đã chết. Ngũ Hành, tên tiểu nhân bị ổi, ta lấy mạng ngươi. Nghiêu Hoa lao đến ứng cứu không kịp, phẫn nộ hét lên, đồng thời thanh cự chùy trong tay giơ lên nhằm hướng Ngũ Hành đập xuống. Thanh cự chùy này vốn là hạ phẩm thần khí, lần trước Tần Vũ đã tặng Man Càn. Khi Nghiêu Hoa tu luyện thành tiên đế, Man Càn đã đem nó đưa cho y. Ngũ Hành, lạp mạng. Liên Trùng cũng hùng hổ lao đến. Mấy người các ngươi, để ta xem ai có thể bảo vệ được cái tên Hồng Quân kia đây. Ngũ Hành không thèm để ý đến đòn công kích của Nghiêu Hoa và Liên Trùng. Thần kiếm trong tay phát ra kiếm khí cùng 72 tiên đế hợp lực đánh bạt đòn tấn công của hai người kia. Ngũ Hành, tại sao ngươi lại giết hắn như vậy? Thật không ngờ người nói câu này lại là Văn Phong. Văn Phong co mày tiến về phía Ngũ Hành. Hồng Quân lúc nãy có tiết lộ với Văn Phong là hắn biết tin tức của Lưu Tinh Điện Hạ và Hình Viễn Điện Hạ. Văn Phong còn chưa có dịp hỏi thì Hồng Quân đã bị Ngũ Hành ra tay đánh lén. Tất cả những người có mặt ở đó đều nghĩ rằng Hồng Quân dưới đòn tấn công của 72 tiên đế chắc chắn là phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Cổ Bàn cùng Phượng Hy vội lao xuống cái hố chỗ Hồng Quân đứng tìm kiếm. Hai vị Hắc Bạch tiên đế Ẩn Đế Tinh cũng lao đến đỡ Lâm Lâm đang loạng choạng sắp ngã, đoạn đưa một viên tiên đan vào miệng nàng. Lâm Lâm lúc nãy hứng chọn sát chiêu của Ngũ Hoàng nên hiện làng đang bị trọng thương. Tiểu thư, người phải gắng lên. Vừa nói, Hắc Y tiên đế liền đặt hai bàn tay lên đỉnh đầu Lâm Lâm, trực tiếp truyền tiên lực vào cơ thể nàng trị thương. Lâm tiên tử. Nghê Minh cũng liền lao tới kiểm tra thương thế của Lâm Lâm. Đòn hợp lực tấn công của 72 tiên đế vừa rồi, cho dù là một bát kiếp tiên đế trực tiếp cạnh kháng như vậy cũng phải hồn phi phách tán, chứ đừng nói chỉ là một nhất cấp kim tiên nhỏ nhoi như Hồng Quân. Trong suy nghĩ của những người ở đây thì chắc chắn Hồng Quân đã chết. Hồng Quân không chết, nhưng tình hình cũng không có khả quan. Chiêu tấn công đã trực tiếp xuyên qua đan điền,
cho dù Hồng Quân có thần khí trong người cũng không thể chống lại đòn công kích vừa rồi của 72 tiên đế. Vừa rồi Hồng Quân đã huy động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể chống đỡ. Nguyên Anh được bao bọc trong vật chất màu xám của phong thần bảng. Nguyên Anh tuy chỉ có chịu tổn thương chứ chưa bị phá vỡ, nhưng Hồng Quân lúc này máu tươi đầy người, thở không ra hơi. Thật là sơ suất quá. Hồng Quân cười khổ, thì ra vừa rồi hắn đã lấy kiếm tiên khôi lỗi hứng chịu đòn tấn công của 72 tiên đế, cùng lắm cũng chỉ làm Hồng Quân tốn mấy viên cực phẩm nguyên tinh thạch mà thôi. Tiểu Quân, Quân ca. Cổ Bàn cùng Phượng Hy lao xuống cái hố sâu mấy chục mét, cuối cùng cũng tìm thấy Hồng Quân, cả người be bét máu tươi đang nằm thở. Ta không sao, Cổ Bàn mau đỡ ta dậy. Hồng Quân gắng hết sức cũng chỉ nói được mấy câu như vậy. Hồng Quân bị thương nghiêm trọng, vô danh vật chất trong người lúc này đang từng dòng lưu chuyển khắp cơ thể, từ từ khôi phục các cơ nhục bị tàn phá. Vô danh vật chất trong đan điền Hồng Quân không chỉ lưu chuyển đến khôi phục các cơ nhục bị phá nát trong cơ thể, mà còn lưu chuyển trên khắp người. Ngay cả khu vực chứa phong thần bảng ở trong người làm Hồng Quân sợ toát mồ hôi. Lần trước khi phong thần bảng hấp thu vô danh vật chất đã trực tiếp hút cả linh hồn Hồng Quân vào bên trong, biến hắn từ trung cấp thần nhân thành phàm nhân. Lần này không biết phong thần bảng có hấp thu hết cơ nhục trên thân thể hắn hay không đây. Sau một lúc cẩn thận quan sát, Hồng Quân cuối cùng thở phào một tiếng. Vô danh vật chất cơ bản chỉ khôi phục đồng thời cải tạo cơ nhục trên cơ thể hắn, chứ không hấp thu cơ nhục hắn. Cơ thể hắn hiện giờ đã gần khôi phục trạng thái bình thường, không thấy xuất hiện biểu hiện khác thường nào cả. Nghỉ ngơi một lát, Hồng Quân gắng gượng sức lực, lặng nhọc từ trong không gian giới chỉ của hắn lấy ra mấy viên thần đan bỏ vào miệng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thần đan, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng bị trọng thương nghiêm trọng như vậy. Cũng may là có vô danh vật chất bảo hộ Nguyên Anh, nếu không Nguyên Anh của hắn đã sớm bị đánh tan, hồn phi phách tán rồi. Tiên nguyên lực cường đại trong thần đan so với sức hấp thụ của một nhất cấp kim tiên như hắn lúc này giống như một đứa trẻ ăn cả nồi cơm to. Cơ nhục trong cơ thể vừa được vô danh vật chất khôi phục cải tạo lại một lần nữa dưới sức tấn công cuồng bạo của tiên nguyên lực trong thần đan bị phá vỡ, khiến hắn chịu một trận đau đớn tột cùng. Hồng Quân tự mắng mình đã quên mất tu vi bản thân hiện giờ chỉ là một nhất cấp kim tiên, sử dụng một viên đan thần đan đã là quá thừa, nhưng vừa rồi hắn lại hung hăng nuốt liền mấy viên một lúc. Sau một khoảng thời gian điều tức, cơ nhục bị phá lại hoàn toàn được khôi phục. Riêng về phần Nguyên Anh, dưới sự bảo vệ của vô danh vật chất nên hơi chịu chấn động một chút, sau một thời gian sẽ dần dần khôi phục trở lại như trước. Văn Phong huynh, Tử Quang cũng chỉ vì cái tên tiểu tử đó mà vong mạng, lẽ nào ta lại không nên giết hắn sao? Ngũ Hành điên cuồng cười to, châm biếm nhìn tất cả mấy người xung quanh. Bọn chúng có mặt ở đây lý do cũng chỉ vì muốn bảo vệ tên Hồng Quân kia. Hiện giờ hắn đã bị ta một kích chém chết, xem mấy người bọn chúng còn đắc ý được nữa hay không. Nói thì nói vậy, nhưng Ngũ Hoàng huynh, dù sao hắn cũng chỉ là một nhất cấp kim tiên nhỏ nhoi, huynh dùng thủ đoạn đánh lén hắn như vậy xem chừng là mất hết thể diện rồi. Văn Phong cau mày nói, tuy rằng Ngũ Hoàng làm như vậy có lý do của hắn, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Văn Phong vẫn thấy khó mà chấp nhận được. Thể diện ư? Ngay cả Long Hoàng cũng có thể ra tay đánh lén thì còn nói thể diện ở đây làm cái gì? Ngũ Hoàng phẫn hận hét lên một tiếng, đồng thời mắt chằm chằm lườm Phương Điền. Đáng tiếc là không thể khiến ngươi tọa nguyện rồi. Hồng Quân được Cổ Bàn với Phượng Hy dìu từ từ bay lên, ha ha cười nói. Ngươi vẫn chưa chết ư? Không thể nào, một tên nhất cấp kim tiên như ngươi, cho dù có thần khí lợi hại thì dưới hợp lực công kích của 72 tiên đế, ngươi cũng không thể chống lại được. Ngũ Hành hai mắt mở trừng trừng, ánh mắt đầy hoài nghi cùng kinh ngạc, chằm chằm nhìn Hồng Quân đang từ dưới hố bay lên. Không có gì là không thể cả, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối. Ngươi cho rằng như thế là không thể, điều đó có thể là do trí tuệ của ngươi chưa đủ mà thôi. Hồng Quân ha ha cười nói. Ngươi không sao là tốt rồi. Lâm Lâm khẽ thốt lên. Lâm Lâm lúc này chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của hai vị hắc bạch tiên đế ẩn lấy tinh mà cầm cự, sắc mặt nàng càng ngày càng nhợt nhạt. Tiểu Quân, ngươi đến xem Lâm tiên tử thế nào đi, có vẻ nàng ấy không cầm cự được nữa rồi. Nghe Minh khẽ nói với Hồng Quân, sắc mặt đầy vẻ lo âu. Dưới một kiếm toàn lực của Ngũ Hành, Lâm Lâm tuy là bắt cấp tiên đế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi. Khi Ngũ Hoàng ra tay đã dốc hết toàn lực, còn Lâm Lâm lúc đó chỉ là nhất thời ngăn chặn.
nàng còn chưa kịp huy động toàn bộ tiên nguyên lực trong cơ thể để ngạnh đỡ thì kiếm khí đã chém tới, trực tiếp ảnh hưởng đến Nguyên Anh. Nãy giờ nếu không được hai vị tiên đế liên tục truyền tiên nguyên lực, e rằng Nguyên Anh nàng sớm đã bị phá vỡ, hồn phi phách tán rồi. Lâm tiền bối, Hồng Quân hốt hoảng kêu lên. Hắn còn nhớ lúc này Lâm Lâm đã giúp hắn trực tiếp ngạnh đỡ một kiếm của ngũ hành, bằng không Hồng Quân dưới sức công kích mạnh mẽ của hai chiêu đó khẳng định là không thể toàn mạng. Nguyên Anh đã bị tổn thương quá nặng, e là không gắng gượng được bao lâu nữa. Nghe Minh buồn bã lắc đầu, khả năng trị thương của Phượng Hoàng tộc là mạnh mẽ nhất, cho dù thương thế có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần Nguyên Anh hay cơ nhục không bị hoàn toàn phá nát thì đều có thể tự hấp thu hỏa năng lượng để trị thương. Từ đó có thể suy ra khả năng trị thương cho người khác của Phượng Hoàng nhất tộc cũng là mạnh mẽ. Đó chính là lý do vì sao Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng tuy mỏng nhưng lại luôn nhận được sự kính ngưỡng của cả tiên ma yêu giới. Một khi Nghê Minh đã nói như vậy thì chí ít là cả tiên ma yêu giới này đã không còn có ai có thể cứu được Lâm Lâm nữa rồi. Thần đan. Trong đầu Hồng Quân bất chợt lóe lên, hắn vội vàng lấy ra một viên thần đan đưa cho Lâm Lâm, chờ nàng sử dụng xong một lúc sẽ lại đưa tiếp. Đây là loại tiên đan gì vậy? Nghê Minh chăm chú quan sát cái bình trên tay Hồng Quân. Một viên thần đan được lấy ra tỏa ra hương hoa kỳ diệu. Chỉ mới ngửi thấy mùi hương đó, Nghê Minh đã cho rằng loại tiên đan kia nhất định khác thường. Mùi hương của thần đan cũng trực tiếp bay ra xung quanh, khiến mọi người đều có thể cảm nhận được đây là một loại tiên đan tốt nhất mà họ từng được thấy. Điều đó khiến Nghê Minh bất chợt nghĩ tới bối cảnh của Tần gia, rồi không khỏi cảm thán một tiếng. Đây không phải tiên đan mà là thần đan. Ánh mắt lạnh lẽo của Hồng Quân thẳng hướng ngũ hành chiếu tới nói: Văn Phong điện hạ, bây giờ ta có thể trực tiếp nói cho người biết, Lưu Tinh điện hạ chính là thái thượng tam trưởng lão của Tần gia ta. Hồng Quân truyền tin cho Văn Phong, đồng thời trong lòng cũng nổi lên sát ý nhất định phải giết chết ngũ hành. Không thể nào, Lưu Tinh điện hạ là người của ám tinh giới chúng ta, làm sao lại trở thành Tần gia thái thượng tam trưởng lão được? Khi nghe Hồng Quân truyền âm nói vậy, Văn Phong trong lòng thấy rất hoang đường, cười nhạt lắc lắc đầu, ấn tượng về Hồng Quân cũng trở nên xấu đi. Không có gì là không thể cả, thái thượng tam trưởng lão Tần gia ta tu luyện Kim Hình Tông công pháp, sau đó thông qua tranh đoạt mà giành được ngôi vị Kim Hình Quân, ít lâu sau đó người đã phi thăng thần giới rồi. Tên tiểu tử kia, ta tin ngươi có quan hệ với người thần giới, song ta không tin Tần gia thái thượng tam trưởng lão của ngươi là Lưu Tinh điện hạ. Ngươi không cần dùng mấy câu hoang đường đó mà ngụy tạo chứng cớ để lừa gạt ta đâu. Ngươi tin hay không thì cũng không liên quan đến ta. Có lẽ sau này khi ngươi phi thăng thần giới, ngươi sẽ hiểu thôi. Hồng Quân không có chứng cứ chứng minh Tần Vũ là Lưu Tinh, mà chuyện của Lưu Tinh thì cả ám tinh giới ai cũng biết. Thế nên chuyện đó nếu có lưu truyền đến tiên ma yêu giới thì cũng không có gì là lạ. Đây là chuyện ngươi muốn nói với ta sao? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể khiến ta bỏ qua chuyện báo thù cho Tử Quang huynh đệ bị chết thảm dưới tay của ngươi sao? Văn Phong cười nhạt, trong lòng đã hạ quyết tâm tiêu diệt tất cả những người có mặt ở đây. Sở dĩ lúc nãy hắn chưa dốc toàn lực bởi vì còn muốn nghe chuyện của Hồng Quân muốn nói với hắn. Nay mọi việc đã rõ ràng, hắn không còn uy kỵ gì nữa. Phương Điền, ngươi giết huynh đệ của ta, cho dù ngươi có là Long Hoàng thì hôm nay ta cũng không thể tha cho ngươi. Lúc nãy mới chỉ là màn khởi đầu thôi, bây giờ thì chuẩn bị chịu chết đi. Trong mắt Văn Phong lóe lên một tia sát ý, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Phương Điền. Là Thuấn Di, Văn Phong là người thứ hai dám sử dụng Thuấn Di trong không gian hỗn loạn này. Một quyền tung ra, trực tiếp hướng đan điền của Phương Điền đấm tới. Lần này Văn Phong đã lộ ra sát chiêu, sử dụng toàn bộ sức mạnh của Kim Hình Châu trong cơ thể dồn lên quyền đầu. Một quyền tung ra, toàn bộ không gian bị phá nát. Vô số hắc sắc quyền ảnh mãnh liệt từ trong không gian bị phá nát lao đến công kích trên người của Phương Điền. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Văn Phong trừng mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người con gái đang đứng trước mặt hắn. Toàn thân hắn không thể cử động, quyền đầu vào lúc này chỉ còn cách người Phương Điền một đốt tay, thế nhưng cũng không thể nhúc nhích thêm một cm nào nữa. Tính tiền bối, Phương Điền và Tông Quật cùng hướng đến người con gái kia cúi đầu hành lễ. Hoàng Phủ Tĩnh trước giờ luôn ở trong Long tộc, bây giờ đã xuất đầu lộ diện. Tiểu Quân, Lâm tiên tử không xong rồi, bị thương quá nặng, thần đan cũng không có mấy tác dụng rồi. Nghê Minh lắc đầu thở dài nhìn Hồng Quân. Hồng Quân vội vàng đưa cho Lâm Lâm nuốt liền ba viên thần đan.
cơ nhục trong cơ thể đã không thể tiếp nhận được tiên nguyên lực từ thần đan nữa rồi. Thế nhưng Nguyên Anh thì vẫn như thế, không có chút biến hóa chuyển biến gì. Hiện tại hoàn toàn trông chờ vào tiên nguyên lực của hai vị Hắc Bạch Tiên Đế mà cầm cự. Nguyên Anh đã bị tổn thương nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ngươi là Kim Hình Quân Văn Phong sao? Ta có thể chứng minh tất cả điều bọn họ nói là sự thật. Thế lực của Tần gia không phải là điều mà mấy người các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Khuôn mặt Hoàng Phủ Tĩnh vẫn tiều tụy như trước, tay vừa hất lên, Văn Phong vẫn đang trong tư thế bất động, bị đẩy lùi về phía ngũ hành, sau đó mới khôi phục được hành động. Ngươi là thần nhân ư? Văn Phong kinh ngạc thốt lên, ngoại trừ thần nhân của thần giới, Văn Phong không nghĩ ra được ai có thể dễ dàng khống chế hắn như vậy. Cũng có thể coi là như vậy. Ngũ hành, chuyện ngươi ám sát cháu ta sẽ để cho hắn tự mình giải quyết ngươi. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ nói, thần nhân của thần giới. Đầu óc Ngũ Hành lúc này đã hoàn toàn ngơ ngẩn, cho đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân mình đã phạm một sai lầm lớn đến mức nào. Ngay từ đầu mấy người kia đều không lừa hắn, thế lực Tần gia hắn cơ bản là không thể chống lại được. Tần gia tùy tiện cử ra một người đã là cấp thần nhân rồi. Ngũ Hành đã mặc nhiên coi Hoàng Phủ Tĩnh là người của Tần gia, nhưng những người ở đây ngoài Phương Điền và Tông Quật thì tất cả đều nghĩ rằng Hoàng Phủ Tĩnh là người nhà Tần gia. Dì Tĩnh, người mau lại đây, mau cứu lấy Lâm tiên tử này đi. Đối với Lâm Lâm, Hồng Quân lúc này đã lực bất tòng tâm, vừa thấy Hoàng Phủ Tĩnh thì giống như chết đuối vớ được cọc, vội vàng hét lên. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ lắc đầu, thương tích của Lâm Lâm quá nặng, cho dù là nàng cũng không thể cứu được nữa. Tiểu Sương, dì Tĩnh của ngươi cũng không có cách nào đâu, bây giờ muốn cứu được cô ấy, có lẽ chỉ có sinh mệnh thần vương mà thôi. Sinh mệnh thần vương ư? Văn Phong trong lòng chấn động một hồi. Thân là một Kim Hình Quân, hắn đương nhiên biết rõ sự phân chia cấp bậc của thần giới. Trong ý nghĩ của hắn thì thần vương chính là thế lực tối cao của thần giới. Vị trí của người con gái trước mặt hắn lúc này lại được nâng lên một bậc. Sinh mệnh thần vương. Hồng Quân lúc này thấy Lâm Lâm đã không thể cầm cự được nữa rồi, hắn cũng không còn để ý đến thân phận luôn cố gắng che giấu bao lâu nay, ngẩng mặt lên trời gào to. Mẹ ơi, mẹ nếu có thể nghe thấy được tiếng của Hài Nhi, xin người hãy cứu Lâm tiên tử. Cô ấy vì bảo vệ Hài Nhi mà bị thương, hiện tại đã không thể cầm cự được nữa rồi. Hài Nhi cầu xin người hãy mau đến cứu lấy cô ấy. Hồng Quân gào lên gần như sắp khóc. Bao nhiêu năm nay hắn chưa từng có cảm giác bất lực như bây giờ. Ngay cả lúc linh hồn bị hút vào trong phong thần bảng, hắn cũng không có cảm giác đau đớn thống khổ như vậy. Hồng Quân gào lên gọi sinh mệnh thần vương là mẹ, làm cho Văn Phong giật thót mình, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ngũ Hành lần này phạm sai lầm quá lớn, hắn có muốn giúp e rằng cũng không giúp nổi nữa rồi. Tất cả những người có mặt ở đó cũng kinh ngạc không kém, mặc dù bọn họ đều không hiểu rõ ràng địa vị thần vương ở thần giới cao đến mức nào, nhưng mới nghe đến thần vương hai từ đó cũng đủ để họ tưởng tượng được thế lực đó tuyệt đối không phải là tầm thường. Ôi đứa bé này. Hoàng Phủ Tĩnh lắc đầu than, đoạn bay đến bên cạnh Lâm Lâm, trực tiếp giúp nàng ổn định thương thế. Lâm Lâm được Hoàng Phủ Tĩnh trợ giúp, tốc độ tan vỡ của Nguyên Anh cũng dần dần chậm lại. Trong số những người có mặt ở đây thì chỉ có Hoàng Phủ Tĩnh là người biết rõ nhất sinh mệnh thần vương Khương Lập vốn đã không còn ở thần giới nữa. Mà cho dù có ở thần giới thì thần vương cũng không thể tùy tiện bất cứ lúc nào dùng thần thức quan sát tình hình hạ giới bên dưới được. Ngay cả Lôi Phạt Thành cũng chỉ có thể nhân lúc người hạ giới độ kiếp mà quan sát, nhưng cũng chỉ quan sát được tình hình của người độ kiếp mà thôi. Thần thức của các thần vương khác không thể xuyên qua tầng ngăn cách giữa hai thế giới được. Nếu Khương Lập hiện tại đang ở Tiên Ma Yêu Giới thì may ra mới có thể nghe được tiếng Hồng Quân kêu gào. Lâm tiên tử kia khẳng định là không thể cứu được nữa rồi. Tại Tân Thần Giới trong Tử Huyền Phủ, Tần Vũ lúc này không ngừng đi qua đi lại. Lúc nãy khi 72 tiên đế hợp lực tấn công Hồng Quân, Hầu Phí định ra tay thì bị Tần Vũ ngăn lại. Ngay cả khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hồng Quân, Tần Vũ cũng không có hành động gì, chỉ không ngừng đi lại. Vũ ca, chàng sao vậy? Hôm nay trông chàng có vẻ gì khăng khác lạ thường à? Khương Lập đưa tay ra, trên tay xuất hiện một cây đàn. Vũ ca, có chuyện gì có thể nói với thiếp mà, trước tiên hãy nghe thiếp đàn một lúc đi. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên ta thấy chàng bồn chồn như vậy. Tiếng đàn vang lên, Tần Vũ không còn đi lại như trước nữa mà ngồi xuống một bên lặng lẽ nghe Khương Lập gảy đàn. Hồng Quân gào thét
khóc lóc một hồi lâu, nhưng không gian xung quanh vẫn như trước, không có gì thay đổi cả. Thương thế của Lâm Lâm lúc này càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả Hoàng Phủ Tĩnh cũng có cảm giác bất lực. Tiền bối, người không cần hao phí tâm sức nữa đâu, người có thể gọi tiểu tử Tần gia kia lại đây một chút được không? Lâm Lâm cố gắng mở mắt gượng cười nói, nhưng giọng nói rất nhỏ, đã đến lúc không thể tiếp tục gắng gượng được nữa rồi. Lâm Lâm cứu Hồng Quân, nhưng đến lúc sắp chết, nàng vẫn còn chưa biết tên của người mà nàng cứu. Tiểu Sương, lại đây một chút đi. Hoàng Phủ Tĩnh khẽ gật đầu. Tĩnh A Di, Lâm tiên tử. Hồng Quân vội vàng bay đến đưa tay gạt nước mắt rồi nói, Lâm tiên tử, người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ gọi mẹ ta đến cứu người, người phải cố gắng lên. Không cần đâu, người không sao là tốt rồi, ta cũng mệt rồi, cũng nên ra đi rồi. Ngươi là người nhà Tần gia, nhưng đến tận bây giờ ta còn chưa biết tên của ngươi. Lâm Lâm cười, nói đoạn, lấy tay hất gọn lọn tóc rối che mặt sang một bên. Ta là Tần Sương, Tần Vũ là cha của ta, người yên tâm đi, một khi mà cha ta đích thân đến đây, người nhất định sẽ không sao đâu. Đối với người đã xả thân cứu mình này, Hồng Quân tuyệt không có ý giấu giếm, đã trực tiếp nói ra tên và thân phận của mình. Thì ra, ngươi là con trai của Tần tiền bối, có thể giúp đỡ con trai của Tần tiền bối, ta dẫu có chết cũng không ân hận. Ngươi sau này có gặp Tần tiền bối thì hãy thay ta nói với người mấy câu rằng Lâm Lâm ta đã mệt mỏi quá lâu rồi, bây giờ ta muốn đi tìm Hàn Thư, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Thanh âm của Lâm Lâm càng ngày càng trầm xuống. Khi nói xong câu này, tay nàng buông thõng xuống, nguyên anh đã tan vỡ, cả người đã không còn chút khí tức nào nữa, nhưng trên khóe miệng lúc này vẫn còn đang nở một nụ cười. Lâm tiên tử, tiểu thư. Hồng Quân và hai vị hắc bạch tiên đế cùng gào lên thảm thiết. Đại nghĩa của Lâm Lâm, cái chết của nàng đã khiến cho tất cả những người có mặt lúc này, trừ Ngũ Hành, ai nấy đều cảm giác đau xót dâng lên trong lòng. Ngũ Hành, ta muốn ngươi phải chết. Hồng Quân căm phẫn gào lên, chớp mắt từ trên thân người, kiếm tiên khôi lỗi vô ảnh vô đao, cực tốc nhằm hướng Ngũ Hành lao đến, quang mang thiểm điện. Ngũ Hành, nạp mang. Hai vị hắc bạch cửu cấp tiên đế cũng dùng toàn bộ tiên nguyên lực trong người từ hai bên trái phải, đồng thời cũng nhằm hướng Ngũ Hành lao đến. Văn Phong đang định lao ra ứng cứu, nhưng đột nhiên phát hiện ra hắn không làm sao có thể cử động được. Hoàng Phủ Tĩnh đã từng cảnh báo hắn, làm sao có thể để cho hắn tiếp tục ra tay đây. Hai cửu cấp tiên đế lại có thêm vô ảnh đao, nhị lưu hồng mông linh bảo của Hồng Quân cùng lúc lao đến tấn công trên người Ngũ Hành. Bang bang. Ngũ Hành ngạnh đỡ sự liều mạng tấn công của hai vị cửu cấp tiên đế, bị đẩy lùi mười mấy mét, miệng nôn ra một ngụm máu lớn. Toàn lực huy động tiên nguyên lực trong người, nhưng trong lúc hắn còn chưa kịp làm chuyện đó thì một ngân quang lóe lên, trực tiếp đâm thẳng vào thân thể hắn. Ngươi... Ngũ Hành trừng mắt kinh ngạc, đầy vẻ không cam tâm, cả người đổ ập xuống, nguyên anh trực tiếp bị hút vào trong phong thần bảng. Lâm tiên tử. Hồng Quân đi đến trước thi thể Lâm Lâm, ngồi bệt xuống bên cạnh, gục đầu khóc. Tiếng đàn của Khương Lập vừa dứt, mỉm cười nói với Tần Vũ, nghe xong tiếng đàn của thiếp vừa rồi, có phải là dễ chịu hơn rất nhiều rồi không? Vũ ca, chàng có tâm sự gì, nói cho thiếp nghe đi. Ta có tâm sự gì đâu, chẳng qua là lúc này Tiểu Sương ở Tiên Ma Yêu Giới gào thét gọi tên nàng thôi. Tần Vũ cười cười, Lâm Lâm đã chết, người con gái mà đệ tử của hắn Hàn Thư yêu quý nhất vì cứu Tần Sương đã chết rồi. Trong lòng Tần Vũ tranh đấu rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không ra mặt tương cứu. Ánh mắt Khương Lập lóe lên một tia kinh hỉ. Tiểu Sương gọi thiếp sao? Tiểu Sương nó gọi thiếp, vì sao chàng không nói sớm? Bây giờ thiếp sẽ đi đến đó. Từ từ đã, Tiểu Sương kêu nàng đến đó để cứu một người, người đó hiện tại đã chết rồi. Cứu người ư? Chết rồi? Vũ ca, tại sao chàng không nói sớm? Người Tiểu Sương muốn cứu là ai vậy? Khương Lập hơi giận, lườm Tần Vũ một cái. Nếu không phải gảy khúc nhạc đó, hai người bọn họ lập tức xuất phát thì không chừng đã cứu được người đó rồi. Có nhiều chuyện hiện tại ta không thể nào giải thích rõ ràng được, có lẽ sau này từ từ rồi nàng sẽ hiểu thôi. Tần Vũ không khỏi thở dài một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy, ngẩng mặt lên bầu trời. Thần thức của hắn lúc này đã tiến thẳng đến chỗ Hồng Mông, ở ngoài Hồng Mông không gian. Đại ca, hy vọng suy đoán của chúng ta là đúng. Trên tay Tần Vũ xuất hiện một quang cầu, bên trong quang cầu đó là toàn bộ ký ức của Lâm Lâm. Trước khi Lâm Lâm chết, Tần Vũ đã lặng lẽ khống chế,
đưa toàn bộ ký ức của Lâm Lâm vào trong quang cầu này. Ngũ Hành đã chết, chết dưới linh bảo của Hồng Quân. Bằng Ma Hoàng thấy thế liền quay bước rời đi. 72 tiên đế thuộc hạ của Ngũ Hành thấy vậy cũng há hốc mồm kinh ngạc. Sau một thời gian định thần liền bỏ chạy thục mạng. Người khác có thể đi, nhưng ngươi thì không đi được. Tông Quật chớp mắt đã đứng chặn trước mặt Triệu Hầu Viễn, đoạn mang hắn đến trước mặt Hồng Quân. Lòng tham của Triệu Hầu Viễn và con trai hắn chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Những tiên đế kia chỉ là phụng mệnh hành sự nên có thể không truy cứu. Thế nhưng Tông Quật nhất định không thể bỏ qua cho Triệu Hình Viễn. Tông tiền bối, xin cảm ơn người. Ta bây giờ không muốn giết người, xin người hãy thay ta giải quyết mọi việc. Hồng Quân đôi mắt thất thần nhìn Tông Quật. Cái chết của Lâm Lâm quả là một đòn đả kích lớn đối với Hồng Quân. Tông Quật khẽ gật đầu, tay vừa động, toàn bộ thân thể cùng nguyên anh của Triệu Hình Viễn đã tan biến thành hư vô. Thật không ngờ, ngươi lại là con trai của Tần Vũ huynh đệ. Nhìn kỹ thì đúng là giống nhau như đúc nha. Man Càn cười, nói đoạn đi đến vỗ vỗ vào vai Hồng Quân. Cả Phương Điền và Tông Quật đều đã sớm biết Hồng Quân là hậu nhân của Tần gia, thế nhưng không ngờ đó lại là con trai của Tần Vũ. Phương Điền trong lòng chấn kinh không thôi. Ở đây không ai biết rõ ràng sức mạnh khủng bố của Tần Vũ bằng hắn. Cảm thán trong lòng thầm nói, lần này bị thương một chút kể cũng đáng à. Hai vị hắc bạch tiên đế trầm mặc, không nói một lời, lặng lặng mang thi thể của Lâm Lâm rời khỏi tinh cầu không người này. Hồng Quân định đi theo, thế nhưng bị hai người đó ngăn cản. Trách nhiệm của họ là bảo vệ sự an toàn cho Lâm Lâm. Nay Lâm Lâm đã chết, cũng có nghĩa là họ đã phụ sự ủy thác của sư phụ ẩn đế của họ. Trong suy nghĩ của họ, Hồng Quân là kẻ gián tiếp dẫn đến cái chết của Lâm Lâm. Như thế, làm sao bọn họ có thể để Hồng Quân đi cùng được? Tiểu Quân, người chết không thể sống lại. Lâm tiên tử, cũng vì ngươi mà chết, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, không được phụ sự kỳ vọng của Lâm tiên tử với ngươi. Tình trạng hiện tại của Hồng Quân rất không ổn. Cổ Bàn lo Hồng Quân sẽ có những suy nghĩ lệch lạc nên vội vàng nhắc nhở. Trong con mắt của tất cả những người có mặt ở đây, sau khi trận chiến kết thúc, đằng sau cái chết của bốn vị tiên đế là một cái tên Hồng Quân hay còn gọi Tần Sương. Trận chiến này đã gần như ngay lập tức lan truyền khắp cả tiên ma yêu giới. Tất cả mọi người đều biết con trai của Tần Vũ, con trai của sinh mệnh thần vương tại tiên ma yêu giới không chỉ được rất nhiều các đỉnh cấp cao thủ tiên ma yêu giới bảo vệ, mà ngay cả thần nhân cũng hiện thân để bảo vệ hắn. Văn Phong, ta nói lại một lần cuối cùng, Tần Vũ cha ta cũng chính là lưu tinh của ám tinh giới, điều này là không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Riêng đối với Kim Hình Quân Văn Phong, mọi người đều không ai ngăn cản hắn. Trước khi hắn bỏ đi thì trong lòng hắn đã tin lời Hồng Quân nói. Việc hắn có thể trở thành Kim Hình Quân có liên quan rất lớn đến Tần Vũ. Tần Vũ cũng là người hắn khâm phục nhất. Lần này Văn Phong ra tay đối phó với con trai Tần Vũ đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, khiến cho hắn không thể vượt qua được tâm kiếp. Trong khi độ thần kiếp, trở thành vị Kim Hình Quân đầu tiên của ám tinh giới, không thể độ kiếp thành công. Khi mọi chuyện dần qua, Hồng Quân hắn đã cự tuyệt lời mời của Man Càn, mang theo Cổ Bàn và Phượng Hy đến một tinh cầu không người âm thầm tu luyện. Lúc này tại Phong Khởi Tinh, Tôn Ngộ Không lẳng lặng cùng Tôn Thạch ngồi đối diện với một tấm bia mộ suốt một năm. Trong một năm này, Tôn Thạch chỉ chăm chăm nhìn tấm bia mộ, nói chuyện một mình, không thèm nói với Tôn Ngộ Không câu nào. Sau một năm, Tôn Ngộ Không hướng về phía bia mộ quỳ lại một hồi, trầm mặc nhìn Tôn Thạch, không nói câu nào, lẳng lặng bỏ đi. Tôn Ngộ Không không hề mở lời khuyên can hay an ủi Tôn Thạch, trong lòng hắn có vẻ như đã chấp nhận cách làm của Tôn Thạch. Sau một năm suy nghĩ thấu đáo, Tôn Ngộ Không đã hạ quyết tâm. Mẹ sớm đã không còn, cha thì thành ra bộ dạng như vậy. Tôn Ngộ Không hắn dựa vào nỗ lực của bản thân chứng minh cho những kẻ khác thấy, trong đám thông linh thạch khẩu cũng có anh hùng xuất thế. Sư phụ, cảm ơn người đã cho con biết thân phận của mình. Cho dù thế nào, con cũng đã biết cha mẹ con là ai, trong lòng cũng không còn thấy nuối tiếc gì nữa. Ây da, người có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Ngươi định tiếp tục ở lại đây hay là đã có kế hoạch rồi? Hiếm thấy Hầu Phí gật đầu nói với Tôn Ngộ Không như vậy. Trên khuôn mặt khó đăm đăm của hắn lúc này lộ ra một nét cười mã ý. Con sẽ theo người quay về, sau này đệ tử sẽ cố gắng tu luyện, nhất định không làm sư phụ thất vọng. Ngươi bây giờ tạm thời không cần theo ta về, ít nhất gì thì ngươi cũng đã là yêu vương rồi. Hãy ở tiên ma yêu giới này xông pha một trận đi. Hầu Phí lắc đầu nói, đối với Tôn Ngộ Không lúc này, cách tốt nhất là để hắn thông qua tranh đấu ở tiên ma yêu giới mà trưởng thành.
Một khi Hầu Phí còn ở đây, kẻ khác muốn gây thương tổn cho Tôn Ngộ Không thì cũng không dễ. 100 năm sau, trên một tinh cầu không người, đám người Hồng Quân cùng với Tôn Ngộ Không sau 500 năm trưởng thành trong tranh đấu đã tình cờ gặp nhau. Vòng quay của số phận đã đưa 4 người bọn họ lại cùng một chỗ, để họ cùng nhau bắt đầu một câu chuyện đầy nguy hiểm, bất ngờ nhưng cũng rất động lòng người. Tại Thiên Lan Tinh, một tinh cầu có cái tên rất đẹp, cũng là một tinh cầu dưới quyền kiểm soát của Ưng tộc. Trong những năm nay, Cổ Bàn vì muốn khuyên bảo Hồng Quân mà 300 năm trước đã sống chết lôi hắn ra khỏi Hồng Quân hành phủ, đi lang thang hơn mấy trăm tinh cầu. Trái tim Hồng Quân sau cái chết của Lâm Lâm cũng dần nguôi ngoai, có thể nhận ra trên nét mặt Hồng Quân hắn so với lúc trước đã trưởng thành hơn rất nhiều. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.